Vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikkhapada nisa dukkha kato apamadena niccakalang sammara kitabbang chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng silena phô cái sambara silena sugan thi yang thi silena phô cái sambara silena nipu thi yang thi tasma si lăng vi tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Thứ xa thứ lành thay, dạ con xin cảm ơn sư Nguyên Thông đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử chúng con, và dạ, con cũng xin mời đạo tràng cùng con sám hối tam bảo. Út ta mặn ghê nó quạnh đề hăng bà đã bằng sum quá rút ta mặn bút thể vô kha li tô đồ sô bút thô kha ma tu tăng ma mặn út ta mặn ghê nó quạnh đề hăng thầm mạnh cha đối với thằng quá răng thầm mê vô kha li tô đồ sô thầm mô kha ma tu tăng ma mặn út ta mặn ghê nó quạnh đề hăng sẵn khanh chẳng khăn cha đu vi thốt ta mặn sẵn đề vô khá lý tô đô sô sẵn khô kha ma tú tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, mà một lần nữa con cũng xin cảm ơn sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Và con cũng cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới hôm nay. Và bây giờ con xin trao mic lại cho đạo tràng để Nguyên Như và Nguyên Trang có thể điều hợp chương trình ngày hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng ạ. Con xin trao lại. Sa pa vua tha nu pa ve na sa pa dhamma nu pa ve na sa pa sangha nu pa ve na bhu ta ra ta năng samma ra ta năng sangha ra ta năng tiên năng ra ta năng a nu pa ve na chu to ra si ti sa ha sa thamma khang tha nu pa ve na pitaka ta ya nu pa ve na chi na sa va ka nu pa ve na sa be te roga sa be te pa ya sa be te antara ya sa be te upada va sa be te dun ni mi ta sa be te avamangala vinasang tu ayuvak thako thanavak thako tirivak thako yasavak thako sukha vak thako hôn tu sắp bà đa đúc kà rô gà phá gia vệ ra sô ca sát tu chấp am đà ba a nê ca gia pi vi na sang tu cha tê sa sa cha gia siết thì đa năng
Gáp phang phang sư thị phả văn sư khăn bà lăng sĩ ri a dù cha vã nô cha phổ găng vô thi cha gia sa va sa cha cha sa ta vã sa cha cha dù a chi chiết và siết thi phà văn tu tê. Nhờ quý đức của chư Phật, của giáo Pháp và của chúng tăng, nhờ quý đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, nhờ quý đức của tám muôn bốn ngàn pháp môn, nhờ quý đức của tam tạng của chư thanh văn đệ tử Phật, tất cả bệnh tật lo sợ nguy hiểm điềm xấu sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt, tuổi thọ tài sản may mắn danh tiếng sức mạnh sắc đẹp sự an lạc đều được tăng thịnh. Nhờ quý đức của tam bảo những khổ não tật bệnh lo sợ quan trái buồn phiền thù quán nguy khốn hiểm trở đều được tu tan, đều được tiêu tan. Cầu chúc cho người được thắng lợi, thành công, tài sản, lợi đắc, phúc, lạc, vận may, an vui, sức mạnh, trát tường, tuổi thọ, sắc đẹp, sở hữu tân hoa, tiên tốt, sống lâu trăm tuổi và thành công trong cuộc sống. Siết tham a thu, siết tham a thu, siết tham a thu, y đăng phá lăng. Ê tas min ratanata yas min sambasada na chê ta. Sô cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thường thường sau khi sám hối rồi thì buông xuống để sư chúc phúc. Cái procedure nó là như vậy đấy. Sa thú sú và con xin tri ân sư Nguyên Thông và cảm ơn sư đã cho tụi con để trọn phước báu ngày hôm nay. Và con xin gửi mic lại cho MC để điều hợp chương trình ạ. Và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay tới giờ của chúng ta cùng ôn lại những bài học của thầy Kinh. Và trước khi vô bài học, Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post bài lại 8 cái tâm đại thiện tiếng Pali và tiếng Việt để cho mình cùng nhau ôn, để mình có một chút xíu phước để mình vào bài nha quý vị. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu cho lớp con đọc bài ạ. À. Con xin kính thỉnh chư Tăng ạ. À. Dạ con Nguyên Thông con xin đọc trước. Maha Kusala Kama vacchara citta tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31 so manasa sagatang jnana sampayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp lý vô trợ 32 so manasa sagatang jnana sampayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp lý hỗ trợ số 33 so manasa sagatang jnana vippayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 63 14 so manasa sagatang jnana vippayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ số 35 upekkha sagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ số 35 upekkha sagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ số 36 upekkha sagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ số 37 upekkha sagatang jnana vippayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xả ly trí hỗ trợ số 38 upekkha sagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Dạ chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, xin trao mai lại cho người kể. Xin đừng mất thời giờ nhé. Dạ, mô Phật. Dạ, xin lỗi cô ạ. À. Sư, tôi sư xin đọc trước đây. Dạ. Maha Kusala Kamma Vacchara
Vajracitta Maha Kusala Kam Kama Vajracitta Tâm đại thiện dục giới tình hảo Su Manasa Sagatang Nhana Sambayutang Asankarikang Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ Su Manasa Sagatang Nhana Sambayutang Asankarikang Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ so manasa sagatang nhà quý nhà na vipa yutang asankarikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 34 so manasa sagatang nhà na vipa yutang asankarikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 36 Upekha Sagatang Nhana Sambayutang Asankarikang Tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ 36 Upekha Sagatang Nhana Sambayutang Asankarikang Tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ 37 Upekha Sagatang nhà na vipayutang asankarikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ 38 upekha sagatang nhà na vipayutang asankarikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ 38 upekha sagatang nhà na vipayutang asankarikang tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Rồi xin nghĩ sư đã đọc xong rồi, mời mời cô Kim Dung, cô Hồng Thị Kim Dung nha. Một dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con xin đọc bài ạ. Maha Kusala Kamma Vacharachitta Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31 So Manasasahagatang Nhana Sambayuttang Asankharikang Tâm đại thiện hỷ hợp trí vô trợ 32 So manasasahagatang nhana sambayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ 33 So manasasahagatang nhana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ 34 So manasasahagatang nhana vipayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 35 Upekkha sahagatang nhana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ 36 Upekkha sahagatang nhana sambayuttang sasankharikang tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ 37 Upekkha sahagatang nhana vip Bayuttang Asankharikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ 38 Upekkha Sagatang Nhana Vipayuttang Sasankharikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin mời anh Phan ạ. Dạ 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 mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào ông Năm bà Năm, kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ má hà cuốn xá lá khà mà quá trà rá chít tá tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31
sô ma na sa sa ha ga tăng nhà na sầm ba yút tăng á sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. Sô ma na sa sa ha ga tăng nhà na sầm ba yút tăng xá sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. Sô ma na sa sa ha ga tăng nhà na quýt bá yút tăng á sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. Sô ma na sa sa ha ga tăng nhà na quýt bá yút tăng xá sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 35. U bết ca xá há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng á sằng thà rí căng tâm đại thiện thọ xã hợp chí vô trợ. 36. U bết ca xá há gá tăng nhà ná sầm bá dút tăng xá sằng thà rí căng tâm đại thiện thọ xã hợp chí hữu trợ. U bết ca xá há gá tăng nhà ná quýt bá dút tăng á sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. U bết khà xá há gá tăng nhà ná quýt bá dút tăng xá sằng khà rí căng tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Tham Ma Giá Nam Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con xin đảnh lễ Sư Thanh Sư Nguyên Thông, quý sư cô tu nữ. Thân chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Mahakusala ka ma vachara chitta, tâm đại thiện giới tịnh hảo. 31. So manasa sahagatang nhà nasambayutang asankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasa sahagatang nhà nasambayutang sasankarikang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. So manasa sahagatang nhà na quýt bá dút tăng á sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. Sô ma na sa sa ha ga tăng nhà na quýt bá dút tăng sa sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ hỷ ý hữu trợ. 35. U bét kha sa ha ga tăng nhà na sầm bá dút tăng á sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 36. Ubekha sahagatang nhà na sầm bá dút tăng sa sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 37. Ubekha sahagatang nhà na quýt bá dút tăng á sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 38. Ubekha sahagatang nhà na quýt bá dút tăng sa sằng khà rí căng, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn cô Kim Dung đã post bài. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đọc bài ạ. Dạ. Mahakusala kama vachana citta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So manasa sahagatang nhana sambayuttang asankari kang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasa sahagatang nhana sambayuttang sasankari kang. Cái số này bị nhảy và sasankari kang. Con đọc lại cái phần này và con đọc lại phần 32 và so manasa sahagatang nhà na sambayuttang sasankari kang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Số 33. So manasa sahagatang nhà na vipayuttang asankari kang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Số 34.
So manasahagatang nhana vipajutang sasankharikang tam đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Số 35 upekha sahagatang nhana sambajutang asankharikang tam đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36 upekha sahagatang nhana sambajutang sasankharikang tam đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. Số 37 upekha sahagatang nhana vipajutang asankharikang tam đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. Số 38 upekha sahagatang nhana vipajutang sasankharikang tam đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con là An Viên, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính chào quý cô thư nữ và kính chào mấy anh chị. Dạ, con đọc bài. Mahakusala Kama Vacharachita Tâm Đại Thiện Dục Giới Tịnh Hảo 31 Somanasa Sahagatang Nhana Sambayutang Asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32 Somanassa sahagatang ñana sambajutang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33 Somanassa sahagatang ñana vibhajutang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34 Somanassa sahagatang ñana vibhajutang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 35 Upekkha sahagatang ñana sambajutang asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36 Upekkha sahagatang ñana sambajutang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. 37 Upekkha sahagatang ñana vipajutang asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38 Upekkha sahagatang ñana vipajutang sasankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Sa thú và dạ, con xin đọc bài xong. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con Từ Mẫn. Dạ cảm ơn. Dạ con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Hành Tâm, Sư Nguyên Thông, đến năm bà năm, quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Con cũng như trẻ. Cảm ơn Kinh Nhung bắt bài. Mahakusalakamavacharachita tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31 Somanassa sahagatang ñanasambajutang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32 Somanassa sahagatang ñana sambajutang sasankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. 33 Somanassa sahagatang ñana vipajutang asankharikang
tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34 sô manasa sahagatang nhà na dipajitang sa sang kha rằng tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. 35 upekha sahagatang nhà na sambajitang asang kha ri rằng tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36 upekha sahagatang nhà na sầm ba di tằng sa sằng kha vi tằng tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ. 37 upekha sa ga tằng nhà na di ba di tằng a sằng kha vi tằng tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38 upekha sa ga tằng nhà na di ba di tằng sa sằng kha vi tằng tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Cảm ơn Kim Dung. Dạ, con xin xuống mắt. Dạ, kính thưa chư vị, cuộc đời là một cái trường đại học mà chúng ta là những người học viên. Quý vị nên ráng là một người học viên suốt đời, mà tiếng Tây, tiếng Anh gọi là perennial student, tức là mình học cho đến cái giây phút mà mình thở hơi cuối cùng ở trần gian này, và đó là cái tiêu chí của những người trí. Hy vọng quý vị hiểu Nguyên Thông mới nói gì. Mời quý vị cầm mai đọc. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thấy cả nhà chắc là đọc hết rồi. Hôm nay cả nhà ai cũng đọc hay hết, giống như sư nói là rất là rõ và rất là trôi chảy, phải không quý vị? Dạ, Nguyên Như có một lần là con nghe, còn ai vậy anh? Có một lần con nghe không, nguyên một hậu như đọc xa, muốn như đọc giờ luôn hả? Trời, dạ con xin đọc.
Maha Kusala Kama Vachara Chitta, Tâm Đại Thiện Dục Giới Tịnh Hảo, số 31. So manas sasahagatang nhana sambayuttang asankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Vô Trợ, số 32. So manas sasahagatang nhana sambayuttang sasankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Hữu Trợ, số 33. So manas sasahagatang nhana vippayuttang asankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Lì Trí Vô Trợ, số 34. So manas sasahagatang nhana vippayuttang sasankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Lì Trí Hữu Trợ, số 35. Ubekha sahagatang nhana sambayuttang asankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Xả Hợp Trí Vô Trợ, số 36. Ubekha sahagatang nhana sambayuttang sasankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Xả Hợp Trí Hữu Trợ, số 37. Ubekha sahagatang nhana vippayuttang asankharikang, Tâm Thiện Thọ Xả Ly Trí Vô Trợ, số 38. Ubekha sahagatang nhana vippayuttang sasankharikang, Tâm Đại Thiện Thọ Xả Ly Trí Hữu Trợ. Xà thú. Dạ đọc trả bài cho cả nhà rồi. Dạ dạ Nguyên Như có một vị mà lúc nào cũng complain với Nguyên Như là lớp mình gọi tên của anh sai. Anh tên là Giang Nhật Hà chứ không phải là Giang Nhất Hạ. Tự vì anh nói Nhất Hạ là có một hạ là cứ một hạ hoài, năm sau không có được nhị hạ, thành ra không có phải. Cả nhà nhớ nha, là Giang Nhật Hà. Xa thú, xa thú. Mai mốt mình gọi tên anh cho chúng nha quý vị, để gọi tên tên lộn hoài mà ảnh cũng chịu khó mấy tháng trời là ảnh không có sửa chúng ta, mà chúng ta cứ gọi cả nhà mình cứ gọi tên ảnh trật miết đó nha quý vị. Xa thú lành thai. So sorry anh Giang Nhật Hà nha, tự vì thấy tên Giang Nhất Hà cũng hay. Xa thú, xa thú. Dạ bây giờ mình bắt đầu mình vào ôn tiếp cái hôm bữa là mình đi tới cái tâm, hết cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ là cái tâm số 2 phải không quý vị? Bây giờ Nguyên Như sẽ đi, hôm bữa Nguyên Như chưa có cho ví dụ, thôi quay trở lại cho cái ví dụ đi để mình dễ hiểu. Mỗi cái tâm mình sẽ có một cái ví dụ. Nguyên Như lấy cái ví dụ ở trong cái cuốn sách là Triết Học A Tỳ Đàm của sư phụ Giác Nguyên đây. Sư phụ có sẵn cái thí dụ như đọc lên cho cả nhà luôn ha. Cái tâm số 1 này đó là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Như xin ôm lại, đây là một cái tâm tốt đẹp, một cái tâm tịnh hảo, là tâm tạo được nhân tốt cho quả vui, được sanh làm người trời và được quả giải thoát. Thì cái chữ thọ này á là cảm thọ, chữ hỷ là hoan hỷ. Thọ hỷ là cái sự hoan hỷ trong thiện pháp. Cái tâm thiện thọ hỷ là những cái cảm giác khi mà mình làm được việc thiện đó, thì mình có cái sự vui thích trong đó. Rồi tiếp tục tới cái chữ hợp trí. Hợp trí đây là tương ưng với cái trí tuệ. Hợp với trí tuệ có nhiều cái sự hiểu biết sáng suốt với những cái việc tốt, việc thiện mà mình làm. Thì cái tâm hợp trí này nó đối nghịch với cái sự si mê, với cái sự u tối và những cái ảo kiến. Không biết mình làm gì sẽ là tâm thiện ly trí nha quý vị. Còn nếu mà hợp trí á, thì mình biết exactly mình làm gì, tại sao mình làm, tại sao mình không làm và tại sao mình làm cái cách nào đó, thì cái đó là người có trí. Cái tới cái chữ vô trợ là không có sự trợ giúp, sự hỗ trợ bất kỳ ai. Tức là mình làm một cách hồn nhiên, không có tính toán, không có suối bảo. Cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ là một cái tâm khởi lên sai khiến làm việc thiện, có đồng sanh với sự thọ hỷ, có tương ưng với trí tuệ, được khởi lên một cách nhanh chóng, không cần sự trợ giúp của mình hoặc là của những cái người bạn của mình, không cần. Thì cái thí dụ của cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thí dụ của ngài cho là một phụ nữ có hiểu biết về nghiệp lý, đem hoa đi cúng chùa,
bằng tất cả niềm hoan hỷ, không có cần ai kêu gọi. Quý vị thấy không? Hiểu biết về nghiệp lý là cái chỗ này là nói về cái sự hợp trí đây. Rồi cái chỗ mà có niềm hoan hỷ, tức là có sự thọ hỷ, không cần ai kêu gọi, người gọi là cái chữ vô trợ đây. Và cái khi mà cái hành động đem hoa cúng chùa, đương nhiên là cái hành động thiện. Thành ra cái chữ, cái câu, thí dụ về một phụ nữ có hiểu biết về nghiệp lý, đem hoa đến cúng chùa bằng tất cả niềm hoan hỷ, không cần ai kêu gọi, là cái thí dụ rất là xác thực về cái tâm số 1, là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tới cái tâm số 2 là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Hữu trợ đây là có sự trợ giúp, có sự thúc đẩy, có sự xúi bảo của bên ngoài hoặc là bên trong tâm của mình. Tâm này nó sẽ yếu hơn và chậm hơn cái tâm vô trợ. Từ một người mà mình cứ cần phải nhắc bảo, mình cần kêu gọi chứ không có tự làm, thì quý vị thấy đương nhiên là nó sẽ một bậc nó chậm hơn rồi, tới với cái tâm là vô trợ rồi, đúng không quý vị? Thì cái thí dụ của cái tâm này là một cô gái có kiến thức về nghiệp lý, được bạn rủ đi nghe một thời pháp thú vị. Thì cái sự khác nhau ở đây là được bạn bè rủ đi, chứ cô này không có tự đi. Đó là cái thí dụ về cái chữ hỗ trợ ở đây. Tức là cô này cũng có trí đây. Một cô đi nghe pháp, cô cũng thấy được có tâm hoan hỷ. Quý vị thấy không? Và đi nghe pháp thì đương nhiên đây là một cái chuyện thiện rồi, là một cái tâm thiện nó khởi lên. Nhưng mà được bạn bè rủ rê thì cô mới đi, chứ cô không có tự đi một mình. Thì đây chính là một cái thí dụ xuất sắc cho cái tâm thứ hai là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Rồi Nguyễn Như xin đi qua cái tâm thứ ba. Đây chính là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Cái sự khác nhau với cái tâm bên trên, thì tâm trên, ở hai cái tâm trên là mình nói về hợp trí, tức là mình có trí tuệ trong đó. Còn ở đây là ly trí, là không có trí tuệ. Thì cái chữ ly trí này chính là không có trí đồng sanh chung với nó. Nó là một cách máy móc, nhưng mà nó cũng không hiểu và nó không biết tại sao nó làm như vậy, không hiểu, không biết gì hết. Vô trợ là sao? Là khởi lên một cách rất là nhanh chóng, rất là tự nhiên, mà không có trí tuệ đồng sanh với nó. Đúng không quý vị? Tức là đây là cũng là tâm thiện nè, cũng là thọ hỷ, nhưng mà không biết tại sao mình làm và khởi lên một cách rất là nhanh chóng. Thì cái thí dụ về cái tâm số 3 này là một cậu bé nhiệt tình cho tiền một người ăn mày, nhưng mà tự thâm tâm cậu bé chưa từng biết gì về nghiệp lý hết. Có nghĩa là cậu cho rất một cách rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, nhưng mà không biết là cho thì được cái quả báo gì, cho được cái gì, nhưng mà cậu rất là vui. Họ cậu bỏ tiền vô cái lon xin tiền của một người ăn mày như vậy, nhưng cậu không biết là tại sao hết. Giống một em bé thì nó thường, quý vị kêu nó làm thì nó làm thôi, phải không? Mình biểu con cháu, mình kêu con ơi, Lợi lấy 5 đồng này cho bà đi, thì Lợi cho bà khoanh tay thưa rất là ngoan, mà không biết tại sao đó. Là cái thí dụ cho cái tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ đây. Rồi Nguyễn Như xin qua cái tâm thứ tư là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Thì nó giống hệt như cái tâm thứ ba, nó cũng là tâm thiện, nó cũng thọ hỷ, nó cũng là ly trí, nhưng mà khác một cái là nó sẽ chậm cái tâm thứ ba ở chỗ là nó có sự nhắc bảo. Hữu trợ đây là có sự nhắc bảo, một sự trợ giúp, một sự xúi bảo từ bên ngoài hay là ngay bên trong tâm thức của mình. Ví dụ cho cái tâm thiện số 4 là một người đàn ông được giao trách nhiệm đưa tiền đóng góp cho một ngôi trường. Ông vui vẻ làm dù không biết gì về nhân quả theo Phật Pháp hết. Đây, cái chữ mà hỗ trợ đây á, thì Ngài dùng là một người đàn ông được giao trách nhiệm nha quý vị. Một người đàn ông được giao trách nhiệm, tức là ông có một người nhờ ông đi làm, nhưng mà ông không phải là từ ông đóng tiền riêng mà không ai nhắc bảo, tức là có một người nhắc rồi nhờ ông giao một cái nhiệm vụ đó. Thì đây chính là một cái thí dụ của cái chữ hỗ trợ đây nha cả nhà.
Ông làm rất là vui vẻ, có nghĩa là thọ hỷ. Và khi mà mình đóng góp, theo cho một ngôi trường đó, đóng góp tiền tài cho một ngôi trường, thì đương nhiên đây là phải có tâm thiện thì mình mới dùng ở trong cái lúc mà mình bố thí đây. Mà ông không có biết gì về nhân quả, không biết gì về Phật pháp, thành ra cho thí dụ này là ông làm với một cái sự ly trí, ông không biết gì hết, nhưng mà ông vẫn vui vẻ ông làm và vẫn có tâm thiện. Đây là cái thí dụ của tâm thiện thọ hỷ, ly trí hỗ trợ. Tiếp thơ tới, Nguyên Như xin giới thiệu cái tâm thiện thứ năm, chính là tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ. Cái tâm thiện này nó khởi lên nhưng mà không có một cái trạng thái vui thích, không có sự vui mừng gì ở đây hết, nó chỉ là một cái trạng thái xả, nó bình thường thôi, và nó hợp với trí tuệ. Và có chữ vô trợ, thành ra nó không có sự trợ giúp. Thí dụ của cái tâm thiện số 5 là một cô gái quét chùa như một công việc thường ngày, nhưng cô là người có học Phật pháp để biết ý nghĩa của việc mình làm. Tức là sao? Cô này, cô quét chùa, cô biết mình quét chùa, tại sao mình quét chùa, tức là cô biết ý nghĩa của cái công việc. Cái đó chính là cái tâm thiện hợp trí. Và cái chữ thọ xả thì có nghĩa là cô làm một cái việc quét chùa như việc thường ngày thôi, không có vui mừng, không hoan hỷ gì hết. Cô chỉ làm một cách bình thường thôi. Giống như là quý vị mỗi lần mà vào chùa thì quý vị có thói quen chạy xuống bếp, mình coi bếp nút ở trong chùa nó có sạch sẽ không, có chén đọi nó có sắp xếp ngay ngắn hay không. Mình làm với cái ba tâm bình thường thôi, mỗi tuần mình lên mình cũng làm giống y như vậy. Rồi mình coi cái thùng rác nó có đầy chưa, nếu mà đầy rồi thì mình cột lại, mình đi đổ cho chư tăng. Thì mình làm với một cái tâm rất là bình thường, mình làm quen rồi, mình đâu có gì mà vui vẻ trong đâu. Thì cái đó chính là cái tâm thiện thọ xả, hợp trí và vô trợ, tự không có ai kêu mình làm, mà mình làm một cách có trí tuệ và không có gì vui mừng ở đây. Dạ, Nguyên Như xin đi kế tiếp là cái tâm thiện số 6, chính là cái tâm thiện thọ xả, cũng hợp trí nhưng mà là hữu trợ. Thí dụ của cái tâm thiện thọ xả này là một anh thiện nam được chư tăng nhờ cậy để chẻ củi giúp chùa. Lòng anh cũng không có hào hứng lắm, tự vì có công việc này nó rất là tẻ nhạt, nhưng mà anh biết rõ nó là một công đức, thành ra anh làm đó quý vị. Nguyên Như xin lặp lại ha. Một anh thiện nam được chư tăng nhờ cậy để chẻ củi giúp cho chùa. Lòng anh không có hào hứng lắm với cái công việc tẻ nhạt này, nhưng anh biết rõ đó là một công đức. Thì khi mà cái chữ mà lòng anh không có hào hứng lắm thì làm bình thường thôi. Từ cái công việc chẻ củi thì có cái gì đâu mà excited, có cái việc gì đâu mà mình phải vui vẻ. Rồi mình cười để mà mình làm, từ cái này cũng mệt phải không quý vị? Thành ra anh làm với một cái tâm thọ xả. Và khi mà anh làm chuyện giúp chùa thì đương nhiên nó là tâm thiện rồi. Và anh biết chắc là khi mà anh chẻ củi này, nó là một công đức. Thì đó chính là cái chữ hợp trí. Và anh được chư tăng nhờ, tức là nhờ mới làm chứ anh không có tự làm, có nghĩa là nó cũng có cái hỗ trợ ở đây rồi. Dạ, Nguyên Như xin qua tới cái tâm thiện số 7 là cái tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ. Tức là mình khởi tâm thiện nhưng mà không có trạng thái vui thích, cũng không có trí nha quý vị. Ly trí, ở đây là tâm thiện ly trí và không có sự trợ giúp. Và cái thí dụ của cái tâm thiện số 7 này là một bà cụ ngồi xem kinh, tự ý bà coi không cần ai khuyến khích, nhưng không hiểu được lời kinh và xưa giờ cũng chưa có từng biết qua nghiệp lý. Thì chỗ này là bà cụ già ngồi xem kinh, tự ý xem, tức là có chữ vô trợ ở đây. Mà bà xem mà bà không có hiểu gì hết, bà chỉ xem thôi, thì đây không hiểu thì là đi ly trí rồi quý vị. Rồi cái chữ thọ xả, khi mà bà coi thì bà cũng không có vui gì hết, coi cũng coi mở cái cuốn kinh ra coi với một cái trạng thái bình thường thôi, thì đây là thọ xả. Nhưng mà tự gì bà ngồi bà xem cuốn kinh, thành ra
mở kinh ra là đã dùng cái tâm thiện rồi. Thành ra đây là một cái thí dụ rất là hay của cái tâm thiện số 7, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Bây giờ Nguyên Như sẽ qua cái tâm cuối cùng là tâm số 8, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Khởi tâm thiện nhưng mà không có trạng thái vui thích, cũng không có trí nhưng mà có sự trợ giúp, từ đây là hữu trợ. Thí dụ tâm thiện số 8 là một cô gái được mẹ nhờ giặt giùm mấy bộ đồ. Cô không có hào hứng gì với công việc này cả. Từ công việc này rất là thường nhật mà bản thân cô cũng chưa từng học đạo một ngày nào hết. Là một cô gái bình thường thôi. Mẹ nhờ giặt đồ thì giặt giùm thì cô giặt thôi mà. Giặt đồ thì cũng đâu có cái gì hào hứng đâu quý vị ha. Rồi làm sao giặt đồ giúp mẹ. Đây chính là một cái tâm thiện. Mình làm, bỏ công ra, mình làm cho một người khác, nhất là mẹ mình. Đây chính là một cái tâm thiện thọ xả, có nghĩa là trong đây cô không có hào hứng gì hết, giặt với một cái trạng thái bình thường thôi. Rồi ly trí, có nghĩa là cô chưa từng học đạo ngày nào, thành ra giặt đồ cho mẹ, rồi có cái phước gì hay không có cái phước gì, hay tại sao làm cô không hề biết, cô không có học đạo ngày nào hết. Và hữu trợ là sao? Tự vì mẹ nhờ mới làm, chứ không có tự động vào phòng, rồi hỏi mẹ ơi có cần con giặt đồ cho mẹ không? Mẹ nhờ mới làm. Đây chính là cái thí dụ của hữu, của cái chữ hữu trợ nha quý vị. Như xin ôm lại là tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ, có nghĩa là một cái tâm thiện nó khởi lên, nó có cái sự trợ giúp ở bên ngoài hoặc là bên trong tâm. Nó không có trí, từ đây là một cái tâm ly trí và thọ xả có trạng thái vui thích ở trong đây. Bây giờ mình đã đi qua 8 cái tâm thiện, thì thầy Kinh có một phần cũng rất là hay. Thầy đi sâu vào cái chữ trí. Hồi nãy giờ mình học hợp trí, rồi mình học ly trí. Thì thầy đi sâu cái chữ trí có nghĩa là gì? Tiếng Pali của chữ trí đó quý vị là jnana. Jnana, N có dấu ngã ở phía trên thì là chữ nhờ ha quý vị. Rồi cái A trường âm có dấu ngang ở đằng trước, rồi chữ N, rồi chữ A bình thường, thì mình đọc là nha nát, là chữ trí. Thì ở đây thầy có cách số 1, cách số 2, cách số 3, cách số 4 và cách số 5. Có 5 cách để mà mình nói về cái chữ trí này. Thì thầy lần lượt đi qua. Quý vị nào mà chưa có bài đó, thì quý vị cứ nhắn với Nguyên Như hoặc là Nguyên Trang ha. Thì Nguyên Như với Nguyên Trang sẽ gửi cho quý vị chứ không có cần chép đâu. Học trong lớp ôn này mình có bài sẵn hết rồi, mình chỉ ngồi nghe thôi. Nếu mà quý vị nào không có thì cứ nhắn lên với Nguyên Như ha. Nguyên Như email qua cho quý vị nha. Dạ bạch sư Nguyên Thông, cái này giống hệt như cái bài kỳ rồi Nguyên Như gửi cho sư. Thành ra nó cũng giống ha sư. Kỳ sau con sẽ gửi sư thêm bài mới và cho cả nhà bài mới luôn. Dạ, cái cách 1 đây á thì được chia làm 2 là trí đời và trí đạo. Cái chữ trí đây thì có 5 cái loại để mà chia. Thì cách 1 có 2 thứ, trí đời và trí đạo. Trí đời là những cái hiểu biết có được từ những cái môn học thông thường. Giống như mà mình đi đến trường mình học nè, mình học âm nhạc nè, mình học hội họa nè, mình học từ thầy, từ bạn, mà về cái cuộc đời, mình đi làm mình cũng học nghề, rồi mình đi nấu ăn thì mình biết nấu ăn, rồi mình học nhạc, học vẽ, học ra kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, cái đó là trí đời. Còn khi mà mình nói về trí đạo, thì là những cái trí mà mình thấy được tam tướng, có nghĩa là vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cái pháp chân đế. Mà chân đế thì nó cũng có một cái loại chân đế thông thường như là danh pháp, sắc pháp. Mà khi mà mình hiểu được cái chân đế này đó, nó vẫn chưa có sanh được trí tuệ. Mà chân đế đặc biệt đó, mà mình muốn có được cái chân đế đặc biệt thì mình phải hành tứ niệm xứ. Mình phải hành tứ niệm xứ, mình phải hành thiền thì mình mới thấy được
cái trí đạo này nó cũng khó khăn lắm quý vị. Mình phải hành chứ không phải là mình học pháp rồi cái mình khơi khơi mình ngồi mình dùng cái tưởng, một cái trí tư của mình suy nghĩ là mình gọi là cái mình thấy được cái chân đế đặc biệt ha quý vị. Cái này bắt buộc, không có cái cách nào khác, là mình phải coi như là xăng tay áo vô rồi mình phải hành thôi, chứ không có cách nào khác hết. Cái đó là cách số 1, mình chia ra là trí đời và trí đạo. Cách số 2 thì cũng chia làm hai loại là trí hiệp thế và trí siêu thế. Quý vị thấy trên cái bảng nêu đó, thì ở trên cùng cái chỗ mà cái tâm vương á, thì nó có 54 tâm dục giới. Rồi cái mình tiếp xuống mình thấy 15 cái tâm sắc giới, 12 cái tâm vô sắc giới. Thì quý vị thấy nè, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đây là trí hiệp thế. Quý vị học thiền, mà quý vị học thiền định á, thì quý vị sẽ nằm ở trong cái trí hiệp thế đây. Nó vẫn còn trong 31 cõi. Khi mà quý vị xuống cái trí siêu thế là 40 cái tâm siêu thế ở dưới cùng cái bảng nêu bên tay trái đó quý vị thấy không? À, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Quý vị mà lọt vô cái chỗ đó rồi á, trí siêu thế này nó chỉ nằm trong 40 cái tâm siêu thế cuối cùng thôi. Thì cái trí này phải là cái trí của Vipassana. Thì quý vị sẽ vô được cái trí siêu thế ở đây. Thì cũng là cái cách chia, cái cách hai mà người ta chia về cái chữ nha ná này. Tới cái cách thứ ba thì cũng chia được làm hai là trí hữu lậu và trí vô lậu. Cái trí hữu lậu này đó thì là những cái trí tuệ mà nó còn nằm trong dính mắc trong những cái lậu hoặc. Mà cái lậu hoặc đây là gì? Là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Cái này là mình học cái bốn cái lậu này mình học trước mấy tháng trước ở trong cái phần mà tâm bất thiện đó quý vị. Thì Nguyên Như chỉ copy cái bài đó xuống đây, Nguyên Như ôm lại thôi ha. Xin ôm lại là cái chữ dục lậu đó thì tiếng Pali là kama xá quá, tức là một cái sự ngâm tẩm lâu đời, mà cái sự chìm đắm trong sắc nè, thinh khí vị xúc pháp, sự say mê chìm ngâm trong cõi dục thì mình gọi là dục lậu. Thứ hai là hữu lậu, pha qua xá quá, là một cái sự đắm chìm trong cái sanh hữu, trong cái sự tái sanh của các cõi sắc giới, vô sắc giới trong vô lượng kiếp. Tức là những cái vị này đó, họ cũng muốn còn sanh tới sanh lui ở trong cõi vô sắc, hay là cõi sắc giới, hay là cõi vô sắc giới. Họ chưa có cái khái niệm trong đầu là mình cần phải thoát ra khỏi cái tam giới luôn quý vị, mà họ vẫn còn dính ở trong cái hữu lậu này. Rồi số 3 là kiến lậu, đích tha xá quá. Đích tha xá quá là những cái chìm đắm, những cái sự chìm đắm trong tà kiến, trong chấp thủ. Khi mà mình cứ bị nghĩ một cái, chẳng hạn như mình nghĩ có một cái cõi về phía phương Tây xa ơi là xa, có một cái quốc độ nào đó, hoặc là mình tin là khi mà mình chết mình sẽ đi về cái cõi vĩnh hằng, thì cái đó chính là cái tà kiến mà mình cứ chìm đắm như vậy, mình cứ chấp thủ như vậy, thì mình gọi là kiến lậu. Rồi tới cái chữ vô minh lậu, avicca xá quá, avicca xá quá là đây là chìm đắm ngâm tẩm trong cái sự vô minh, trong hố đen, trong của vực thẳm, trong u tối. Cái này ngài giác chánh, ngài nôm na giống như là ếch ngồi đáy giếng đó quý vị. Tức là vô minh, rồi mình chìm đắm trong cái vô minh đó. Thì bốn cái lậu này á, hay còn gọi là tứ lậu á, thì nó thuộc vào cái trí hữu lậu. Rồi cái trí vô lậu thì vị nào mới có? Chỉ là những cái bậc trí của bậc A-la-hán đó, thì đã đoạn tận các lậu hoặc thì mới gọi là trí vô lậu thôi. Còn từ bậc còn ba bậc thánh ở dưới là vẫn còn là trí hữu lậu, mình vẫn còn dính mắc ha quý vị. Chỉ tới khi mà mình được đắc tới cái tầng thánh cuối cùng
bậc A-la-hán thì mình mới đoạn tận được cái lậu hoặc này. Nghe thấy cũng kinh khiếp quá ha cả nhà. Xa xôi với mình quá. Bây giờ là 10 giờ 10. Nguyên Như nghĩ chắc mình cũng đi qua được hết cái cách thứ tư. Rồi phần cái cách thứ năm thì mình để cái tuần sau mình đi ha quý vị. Cái cách thứ tư này, cái trí có 16. Đây chính là cái 16 tầng tuệ minh sát mà mình hay học với Chư Tăng khi mà mình hành thiền Vipassana đó. 16 cái tầng tuệ minh sát này. Thì Nguyên Như sẽ đi phần cái phần mà cuối trở lên để cho dễ nhớ. 16 cái tầng tuệ này thì mình cũng có thể là mình gọi là 16 cái trí. Thì trí từ số 1 tới số 3 đó, trí ba cái tầng tuệ này chỉ là cái giai đoạn bắt đầu thì gọi là trí sơ chứng. Nhà tá bá rình nhà, nhà tá bá rình nhà, trí sơ chứng. Cái tầng tuệ từ thứ tư tới cái tầng tuệ thứ 12 đó quý vị, là cái giai đoạn mình thật sự là mình săn táo và mình tu tập rồi đó. Đây gọi là trí sát chứng. Tỳ ra ná bá rình nhà, tỳ ra ná bá rình nhà, trí sát chứng. Rồi trí từ số 1 tới số 12 luôn á, là từ đầu cho tới cái tuệ số 12. Ở đây là trí đại thiện nha quý vị. Trí đại thiện, trí hiệp thế, không có phải là trí tuệ quán như thật đâu. Mà từ cái tuệ từ 1 cho cái tuệ tứ tới thứ 12, mình vẫn gọi là phàm trí. Từ cái tuệ thứ 13 trở đi đó, tới tuệ thứ 16, tức là có 4 tầng tuệ cuối cùng, 13, 14, 15, 16. Cái lúc này đó mới gọi là trí chứng ngộ. Đây là các thánh trí, không có phải là giai đoạn tu tập nữa. Thì mình gọi là thánh trí. Ở chỗ này gọi là trí liễu chứng. Bá hà ná, bá rình nhà, bá hà ná, bá rình nhà. Thì quý vị thấy không? Từ 16 tầng tuệ đây, Nguyên Như ôn lại là cái trí từ số 1 tới số 3 là trí sơ chứng. Trí số 4 tới tới số thứ 12 là trí sát chứng. Trí từ 13 cho tới 16, lúc đó là thánh trí, không phải là giai đoạn tu tập nữa. Rồi. Nguyên Như đi sơ cái phần ôm đó để mình nắm cái sườn. Rồi Nguyên Như sẽ đi ngược lại. Nguyên Như sẽ đi từ số 1 tới số 16. Thì hopefully là mình sẽ vừa đủ giờ hai cái nhà. Cái trí thứ nhất là tiếng Pari, tiếng Pali. Nà má rù pá, pá rít chê đá nhà ná. Nà má rù pá, pá rít chê đá nhà ná. Đây là tuệ phân biệt danh sắc, hay còn gọi là tuệ danh sắc. Có nghĩa trong cái tầng tuệ này đó, hay là gọi là cái trí phân biệt danh sắc. Ở đây thì hành giả sẽ biết rõ cái gì là danh pháp và cái gì là sắc pháp. Cái lúc này á thì nó vẫn là trí văn và trí tư, chưa có tu. Đây mới là giai đoạn sơ khởi thôi. Cái trí thứ nhì là cũng còn gọi là cái tầng tuệ thứ nhì đó. Bách chá giá, bá rít gá há, nhà ná. Bách chá giá, bá rít gá há, nhà ná. Tuệ phân biệt nhân duyên. Tuệ phân biệt nhân duyên. Hay còn gọi là tuệ liễu duyên. Tức là trí tuệ nhận diện duyên khởi của danh sắc. Thì lúc này hành giả sẽ thấy rõ vì đâu danh pháp hoặc là sắc pháp này có mặt. Đây cũng là trí văn và trí tư luôn. Thứ hai là trí phân biệt nhân duyên đó quý vị. Phân biệt nhân duyên. Số 3, sammasana nhà ná. Sammasana nhà ná. Tuệ thấu đạt, hay còn gọi là tuệ quan sát. Tức là trí quan sát tam tướng. Nhận thức danh sắc là vô thường, anicca là khổ, dukkha và vô ngã, anatta. Ở đây, trí số 3 đây là tuệ thấu đạt này đó, nó cũng là tuệ sơ khởi và cũng là trí văn và trí tư. Số 4,
Udayap Baya Nhà Nát. Udayap Baya Nhà Nát. Tuệ quán chiếu trạng thái sanh diệt của các hành, tức là tuệ tức của danh sắc. Quý như xin lặp lại, đây chính là tuệ quán chiếu trạng thái sanh diệt của các hành, tức là của danh sắc, hay còn gọi là tuệ sanh diệt, tức là trí quán tánh sanh diệt. Nếp sống chánh niệm và trí tuệ ở của hành giả sẽ có một cái mức độ già dặn hơn. Hành giả ở đây sẽ nhận rõ toàn bộ đời sống thiện ác buồn vui, nó cũng chỉ là hai giai đoạn thôi, nó sanh rồi nó diệt, rồi nó sanh rồi nó diệt, nó thế chỗ cho nhau, chứ cũng không có cái gì khác ngoài cái sự sanh diệt. Lúc đó hành giả, lúc mà hành giả ngồi thiền hay là đi kinh hành, hành giả sẽ thấy cái tuệ sanh diệt khởi lên rất là rõ. Thì đương nhiên quý vị cũng phải tập nhiều lắm, chứ không phải là tự nhiên rồi mình thấy được tuệ sanh diệt ha quý vị. Từ đây về sau, ý nói là từ đây về tất cả, từ cái tầng tuệ số 4 cho tới tuệ số 16, đây là thuộc về trí tu. Mình phải tu hành thì mình mới được. Tới cái tuệ thứ 5 hay là trí thứ 5. Phần gá nhà nát, phần gá nhà nát. Tuệ quán chiếu trạng thái hoại diệt của sanh sắc, hay gọi là tuệ diệt, hay gọi là tuệ biến diệt, hay là hoại diệt tuệ, tức là trí quán tánh băng hoại của danh sắc. Thì hành giả ở trong cái tuệ này sẽ thấy được sự biến mất rõ ràng hơn là sự xuất hiện. Mình thấy cứ mất 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 miết vậy đó, mà mình nó thấy cái sự biến mất nó quá lẹ. Thành ra cái vị ở trong cái tầng tuệ thứ năm này gọi là quán tánh băng hoại của danh sắc nha cả nhà. Thì đây cũng thuộc về trí tu. Nguyên Như xin qua cái tuệ thứ 6. Đó chính là tiếng Bali là phá giá nhà ná. Phá giá nhà ná. Đây là tuệ kinh sợ hay là kinh hải trí. Có chỗ gọi là tuệ kinh úy, tức là trí thấy tánh đáng sợ trong danh sắc. Thấy cái sự kinh hải của đời sống, toàn bộ cái thế giới này, thì hành giả sẽ thấy không có một thứ gì mà có thể bám víu hay là làm điểm tựa được hết. Thì khi mà hành giả qua cái tuệ thứ năm á, thấy cái sự diệt của cái danh sắc rồi đó, thì qua tới cái tuệ thứ sáu, hành giả sẽ cảm thấy rất là kinh sợ. Thì ở đây mình gọi là tuệ kinh sợ. Thì đây cũng là một trong những cái trí tu. Tới cái tuệ số tầng tuệ số 7 là a đi ná quá nhà ná. A đi ná quá nhà ná là tuệ quán chiếu hiểm họa, hay còn gọi là tuệ nguy hại, tức là trí thấy cái mặt trái của danh sắc, thấy bản thân và thế giới này không có còn gì hay ho, đẹp đẽ nữa. Thì ở đây là cái tuệ quán chiếu trở lại, đây cũng là một trí tu. Rồi mình qua cái tuệ thứ 8, Nibbida nhà ná. Tuệ quán chiếu tình trạng chán nản, hay còn gọi là tuệ yếm ố, tức là trí chán nản danh sắc. Hành giả nhìn đâu cũng thấy chán nản, thậm chí cũng không còn muốn tu tập tuệ quán nữa. Ở đây cũng là trí tu. Qua cái tuệ thứ 9 là muôn trí tú cá, miyata nhà ná. Muôn trí tú cá miyata nhà ná là tuệ muốn giải thoát, hay có chỗ còn gọi là tuệ cầu thoát hay dục thoát tuệ, tức là trí hướng đến cái sự lìa bỏ danh sắc. Khi mà mình chán cái đời sống này rồi á, hành giả sẽ phát sanh một trí tuệ muốn vượt thoát khỏi cái đời sống này. Đây cũng là một trong những cái trí tu. Tới cái tuệ thứ 10, Patisankha nhà ná là một cái tuệ suy tư. Tuệ suy tư có chỗ thì còn gọi là tuệ trạch sát hay là quyết trạch tuệ, tức là trí nhìn lại cái cảnh danh sắc. Khi này á thì hành giả sẽ suy tư về cái sự đau khổ, thấy được cái sự cấu thành của các pháp hữu vi,
để mà tự xác định việc gì mà hành giả cần làm, việc gì mà hành giả cần phải bỏ. Ở đây cũng là một trong những trí tu. Số 11, Sankharukha-nyana, Sankharubekha-nyana, đây gọi là tuệ xả hành. Tuệ xả hành có chỗ gọi là tuệ hành xả. Thành ra quý cả nhà nghe tuệ xả hành, tuệ hành xả gì cũng được ha cả nhà. Tức là trí thấy cái sự hững hờ trong danh sắc. Lúc này á thì hành giả sẽ cái tâm sẽ rất là quân bình và thản nhiên đối với tất cả các hành. Đây là một cái tuệ rất là quan trọng trong thiền quán. Đây cũng thuộc về trí tu. Tới cái số 12 là Anuloma Jnana, hay còn gọi là tuệ thuận thứ. Tuệ thuận thứ, thuận theo thực tế, thuận theo tứ diệu đế. Có chỗ gọi cái tuệ thuận thứ này tức là cái trí tùy thuận cảnh niết bàn. Trí tùy thuận cảnh niết bàn, thuận thứ trí là cái trí tuệ mà nhìn thấy tứ đế theo cách của một cái bậc thánh, hoàn toàn không có còn lệ thuộc vào cái tưởng của mình nữa, và cái cách hiểu vay mượn của phàm phu. Mình thấy cái tuệ thuận thứ này là tức là thấy y như thật luôn rồi của một cái bậc thánh rồi quý vị. Ở đây mình cũng phải thiền, thấy là nó châm quá, tới cái trí tu mà của cái số 12 này rồi là thấy sắp tới rồi đó quý vị, thấy không? Số 13 nè, chính là cái tuệ chuyển tánh. Cái tuệ chuyển tánh này hay là có sách còn gọi là tuệ chuyển tộc, tức là trí lìa thân phận. Giai đoạn này chỉ là một cái sát na tâm thôi nha cả nhà. Giai đoạn này là một sát na tâm và có cái công năng chuyển phàm thành thánh. Đây cũng thuộc về trí tu. Tới cái tầng tuệ số 14, Magga-jnana, tức là đạo tuệ, chứng đạo là tuệ thánh đạo. Đây chính là sát na sơ đạo. Cũng thuộc về trí tu luôn. Và đến số 15, phá lá nhà ná là quả tuệ hay là tuệ thánh quả. Đây chính là sát na sơ quả, hay còn gọi đây chính là sát na sơ quả và đây cũng là trí tu. Và cuối cùng đây đó thì gọi là tuệ diệt xét, mà tiếng Pali á, đây là tuệ số 16 nè. Bacchavekkhana nhà ná, Bacchavekkhana nhà ná là tuệ diệt xét, tuệ ôn duyệt, tuệ kiểm soát phiền não và tuệ niết bàn. Tuệ duyệt xét, tuệ ôn duyệt, tuệ kiểm soát phiền não và tuệ niết bàn. Có thì gọi là tuệ phản kháng, chắc mình quen nhất là cái chữ tuệ phản kháng hai cả nhà. Tức là cái trí nhìn lại con đường đã đi. Tức là một vị thánh á, sau khi chứng ngộ đều có thời gian nhìn lại thành tựu vừa qua của mình. Quý vị thấy cái chỗ này, khi mà một vị thánh họ chứng ngộ á, thì mình thắc mắc, mình không biết là cái vị thánh chứng ngộ họ có biết không. Thì khi mà sau khi họ chứng ngộ, họ phải có một cái trí phản kháng ở đây. Họ sẽ quay trở lại, họ coi từng chút cái thành tựu vừa qua của mình. Ở đây cũng là một trí tu. Và trong trí phản kháng này thì có 19 trí. Thì Nguyên Như thấy ở trong sách ghi cái chỗ 19 trí này nào quý vị. Mà coi thêm ở trong Google á, Nguyên Như không có thấy được là người ta phân tích thêm ở đây là gì. Sẽ đi kiếm thêm tài liệu và sẽ hỏi Thầy Kinh và Ngài Liễu Tông. Nếu mà quý vị nào có rành cái chỗ này thì có thể đưa tay lên để chia sẻ với đạo tràng ha. Nguyên Như chỉ có được cái chỗ mà cái giai đoạn thứ 16 này, Nguyên Như chỉ lôi ra được là 19 cái trí phản kháng. Và ở đây thì ghi đi theo một chút xíu. Thì gọi trong 19 trí phản kháng này thì có 4 trí nhìn lại phiền não đã diệt, 3 trí nhìn lại phiền não dư sót, 4 trí nhìn lại niết bàn đã chứng, 4 trí nhìn lại thánh đạo đã đắc, 4 trí nhìn lại thánh quả đã đắc. Thì có tất cả là 19 trí phản kháng. Nếu mà quý vị nào có được cái là commentary
có những cái chú giải về cái này thì xin Quan Hỷ chia sẻ cho lớp cái phần này nha. Chứ Nguyên Như kiếm là Nguyên Như chỉ kiếm được tới đây thôi, chắc là phải hỏi những vị sư phụ giống như là ngài Giác Nguyên hoặc là ngài Liễu Tông rồi, để các ngài phải môi thêm trong cái commentary. Chứ ở Nguyên Như thấy những cuốn sách cũng không có ai mà viết nhiều về cái 19 cái trí phản kháng này, nó quá là detail đó quý vị. Nếu vị nào mà có những tài liệu thêm thì có thể gửi lên cho lớp chia sẻ. Dạ bây giờ là 10 giờ 25 rồi. Hôm nay Nguyên Như sẽ xin cả nhà dừng ở đây để mà kỳ sau mình sẽ học tới cái cách thứ 5 là 3 luân và 12 chuyển. Bây giờ Nguyên Như xin tạm ngừng ở đây. Nguyên Như xin nhường lại cho cả nhà. Hôm nay Nguyên Như không có thấy anh Lý vào để mà ôn bài. Thôi hôm nay Nguyên Như mời anh Mỹ lên đi nha. Hồi nãy giờ anh Mỹ thấy Nguyên Như ôn bài có. Dạ mời anh Thính Pháp đi. Mời anh Thính Pháp xong rồi tới anh Mỹ. Hồi nãy giờ có cái chỗ nào mà không có được rõ đó thì anh có thể lên anh đặt câu hỏi xong rồi anh tự trả lời luôn. Từ cái chỗ này thiệt ra là Nguyên Như thấy trong cái bài của ngài Mahasi đó, ngài viết về cái phần mà 16 cái tầng tuệ này đó quý vị. Ngài đi vô trong pháp hành rất là nhiều, ngài đi từng chút nhưng mà trong cái giới hạn của cái môn vi diệu pháp của mình á, Nguyên Như không có muốn đi qua về cái phần pháp hành nhiều. Nguyên Như chỉ gói gọn, tức là mình hiểu nôm na 16 cái tầng tuệ này là gì. Tự gì mình phải dùng cái tâm đại thiện, tức là khi mà mình đi hành thiền đó quý vị, mình phải dùng cái tâm đại thiện. Nếu mà được cái tâm đầu tiên đó, tức là cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí mà vô trợ mà quý vị ngồi hành thiền đó, thì quý vị sẽ đạt được kết quả nhiều từ cái tâm thiện này. Nó sẽ dạ bạch sư, nó nằm ở trong cái trang khoảng cái trang 119-118 đó bạch sư. Dạ thành ra khi mà Nguyên Như vào cái 16 tuần tuệ của ngài á, Nguyên Như thấy ngài chỉ cho mình cách đi cách đứng, mà nó thuần túy là nó thuộc về pháp hành. Khi mà quý vị vô trong trường thiền, quý vị thiền á, thì quý vị giờ dùng cái 16 tầng tuệ, tức là ngài chỉ rõ ràng cái tâm mình sao sao. Còn trong cái giới hạn của cái bài học của vi diệu pháp của mình thì mình chỉ nói chung là mình giới thiệu sơ qua cái tầng tuệ minh sát để mình hiểu. Và khi mà quý vị làm như vậy đó thì nó rõ hơn là khi mà mình dùng cái tâm đại thiện mà mình đi qua mình hành thiền minh sát này, thì cái chữ trí nó dịch qua cái tâm đại thiện thì quý vị thấy chữ trí nó vô cùng vô tận quá ha. Dạ Nguyên Như chỉ giới thiệu sơ lược như vậy thôi. Bây giờ Nguyên Như sẽ mời anh Thính Pháp lên trước, xong rồi tới mời anh Giang Nhất Hạ, xong rồi mời tới anh Kevin ha. Dạ bạch sư, con sẽ xuống, con gửi lại bài cho sư liền. Có thể là nó mất cái sư. Bây giờ tới 137 trang lận sư. Dạ, Nguyên Như xin kính chào đạo tràng. Nguyên Như xuống mít ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà cô tôn nữ của thầy đạo tràng. Dạ, hôm nay cái bài mà Nguyên Như mà review là rất là thâm thúy, rất là xúc tích đó. Tại vì nói về 16 cái loại trí mà hợp trí hay là ly trí, có 16 loại trí như thế này thì tương đối là rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà tại làm sao là mình áp dụng mà khi trong đời sống, mà làm sao mình chẳng hạn như mình đang đi kinh hành đó, thì chẳng hạn là lúc đó mình dùng cái trí đó là thuộc loại trí nào, chắc là trí văn hay là có thể là thuộc trí tu chưa? Thì cũng khó mà để mà xác định được đó. Thì
con có đọc trong sách ở ngoài đó, nhưng mà đại khái là chưa có chỗ nào mà nói rõ như thầy kinh giảng trong ngày hôm nay. Dạ thì con xin đóng góp một chút ý kiến là làm sao mà có thể áp dụng được cái tí văn này hay tí tu này vào công việc, vào trong cái sinh hoạt hay là trong lúc tu tập trong mỗi ngày như thế nào cho được lợi lạc hơn về sau. Dạ dạ con xin xuống bếp ạ. Dạ. Sa thú câu hỏi của huynh Thính Pháp. Anh Ca Vinh ơi, anh có trả lời câu hỏi của anh Thính Pháp được không? Nguyên Như xin mời anh Ca Vinh nha. Sa thú. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính chào quý sư, con kính chào đạo tràng. Ô dạ, câu hỏi rất là hay nhưng mà Mỹ trả lời không được ạ. Với lại Mỹ vào chảy hành ra nghe cũng có được đoạn cuối hả? Và Mỹ cũng có thêm câu hỏi là nếu mà hành giả nhìn thấy được cái danh sách, vậy cái trạng thái nhìn thấy danh sách như là như thế nào? Mỗi người có nghe nói là mỗi người có mỗi cái kinh nghiệm khác nhau, vậy có ai có thể chia sẻ được là cái một khi mà hành giả nhìn thấy được cái danh sách, cái tuệ danh sách á, thì cái mình học được cái văn rồi, nhưng mà cái thật chứng nhìn được cái danh sách là như thế nào vậy? Cái đó mình cũng muốn tò mò, muốn biết vậy. Dạ, Mỹ cũng xin xuống biết ạ. Trời ơi, quý vị hỏi mấy cái này khó quá. Cái này á là cái lớp về diêu diệu pháp, là cái lớp về pháp học thôi, mà bây giờ cả hai người đều lên hỏi pháp hành với Nguyên Như. Cho Nguyên Như nghĩ chắc Nguyên Như sẽ refer cái câu hỏi này, hay là bữa nào sẽ thỉnh ngài Kim Triệu vô trong lớp mình để ngài giải quyết những cái lời tâm sự của quý vị thính giả. Trời, cái này Nguyên Trang có biết được không vậy Nguyên Trang? Tự gì á, Nguyên Như mà mạo muội Nguyên Như trả lời theo như vậy á, thì mình sẽ dùng những cái thực chứng của mình và mình dùng cái pháp hành của mình để mà mình trả lời câu hỏi của thưa chư vị. Như vậy có nghĩa là Nguyên Như là múa rìu qua mắt thợ. Trời, trong lớp này á, là Sư Tâm. Sư Tâm ơi, Sư Tâm có trước máy không bạch sư? Con nghĩ là sư là người thích hợp nhất trả lời cho tụi con cái câu này cho anh Mỹ với anh Thính Pháp. Con nghĩ là sư sẽ đóng cái vai trò quan trọng hơn Nguyên Như. Nguyên Như chỉ ôn bài, con không có dám trả lời pháp hành ở đây quá dữ á bạch sư. Để coi sư Tâm còn ở trước máy không, hay là sư đi mất tiêu rồi, sư không có giơ tay nè quý vị. Thiệt sự là Nguyên Như thì không có dám trả lời mấy cái vụ này đâu anh Mỹ ơi. Nguyên Như chỉ thấy là trong sách đó, thì có đề cập tới là khi mà mình vô cái tuệ phân biệt danh sắc đó, thì ít nhất mình phải biết là danh là gì và sắc là gì. Thì khi mà mình đi hành thiền á, mình mới biết được. Chứ nếu mà mình khơi khơi, mình đi, mình kêu là xách súng đi thi với quý vị. Khi mà mình vô trường thiền đó, ai cũng nghĩ là mình biết danh là gì, sắc là gì, mà mình không biết gì hết á. Cái không biết của mình á, mình làm cho mình tưởng mình đắc dữ lắm, mà thiệt ra không biết gì hết. Ở chỗ này nè, thì ở trong Ngài Giác Nguyên có nói, hành giả tối thiểu phải biết những loại sắc pháp căn bản làm nên cái gọi là vật chất trong thân và ngoài thân, như là mình phải biết rõ từng đại trong tứ đại. Thí dụ như mình biết đất á, là thuộc về cứng về mềm, lửa là nóng là lạnh. Cái mà thấy được bằng mắt á, thì gọi là cảnh sắc. Cái mà biết được bằng lưỡi á, thì là cảnh vị. Cái mà biết được bằng tai á, thì là cảnh thinh. Cái mà biết được bằng thân á, thì là cảnh xúc. Tức là khi mà quý vị vô, quý vị nói là tôi đi thiền Vipassana, ít nhất quý vị cũng học biết qua một cái sơ cơ bản về cái vi diệu pháp, về những cái thực tánh ở trong cái pháp mà mình coi. Còn nếu mà mình mà Nguyên Như dùng cái chữ sao nôm na gọi là dốt đặt cán mai đó quý vị, mà vô mà gặp thiền sư Miến Điện ngồi nói là chỉ coi như là chịu từ chết tới chết, từ không biết ngài nói cái gì, ngài toàn là ngài nói thực tính pháp không à,
rồi mình đem cái trí đời mình ra, rồi mình cộng với cái tưởng của mình vô á, vô tổng là coi như là từ đắc tới đắc, mà cái đắc cái gì thì không biết hay quý vị. Rồi cái chỗ này nữa nè, cái gì mà làm nên sắc pháp á, thì hồi nãy Nguyên Như mới nói là biết rõ từng đại trong tứ đại. Rồi mình phải biết cái gì mà làm nên danh pháp, có nghĩa là mình phải biết sơ sơ qua về cái bảng phía tay trái của cái bảng niêu nè, mình biết cái tâm nó là gì. Cái biết cảnh á, thì gọi là tâm. Rồi cái thích á, thì mình biết là tâm sở tham. Cái bất mãn á, thì mình biết đó là tâm sở sân. Cái bồn chồn thì mình biết nó là trạo hối. Cái lưỡng lự thì mình biết là hoài nghi. Thành ra cái chỗ này nè, quý vị thấy không, nếu mà mình không có biết gì hết á, rồi thiệt sự á, là cái pháp nó ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng có hết. Nhưng mà ăn thua đó là quý vị biết hay không mà thôi. Chứ không phải là quý vị gọi là sao, mình hay nghe mình ngồi mình nói ngược lại nè, tôi ngồi thiền lâu rồi mà sao tôi không có pháp, đúng không quý vị? Ngồi lâu rồi mà không có pháp, thiệt ra pháp lúc nào cũng có, mà mình không có thấy, chứ không phải là mình ngồi không có pháp. Nguyên Trang hay nói á, hôm nay Nguyên Trang ngồi có pháp nè, hay là hôm nay Nguyên Trang ngồi không có pháp nè, thiệt ra pháp lúc nào nó cũng ở đó hết á. Mà tự gì có bữa đó là cái tâm mình nó lăng xoăng, nó phóng dật, nó loay hoay, mình không thấy, thì cái tâm mình nó yên xuống á, thì cái pháp nó nổi ra thôi, chứ lúc nào nó cũng ở đó hết. Thành ra khi mà, tức là khi mà quý vị, cái chỗ nào mà quý vị biết được danh sắc, thì quý vị học một chút xíu ở cái chỗ, cái về cái pháp học một chút xíu. Thành ra cái chỗ này nào Nguyên Như mới mới nói ra là đây là trí văn và trí tư. Mình ngồi mình học, mình suy tư một chút xíu, mình biết cái tuệ danh sắc là gì đi, rồi khi mà mình vô mình ngồi thiền đó thì mình dễ hơn là mình không có biết gì hết. Cái ba cái đầu đó, nếu quý vị đọc, quý vị nghiền ngẫm lại đó, thì mình phải học trước rồi mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ, tức là mình cũng vô mình ngồi thiền đó, nhưng mà mình cũng thấy một cách rất là sơ cơ, theo quý vị. Nguyên Như không biết là Nguyên Như trả lời vậy có đầy đủ chưa theo cái phạm vi của bài học. Chứ nếu mà nói về cái cách mà giảng mà đi sâu vô, mà cái lúc mà hành thiền giống như anh Mỹ hỏi, thì cái đó nó hơi khó cho Nguyên Như. Trong cái phạm vi bài này không dám chia sẻ cái chuyện đó. Dạ, Nguyên Như xin mời đạo tràng tiếp tục ạ. Dạ, sa thú. Dạ sư Thanh Tâm, tụi con kính mời sư ạ. Con nghĩ cái chỗ này là sư có thể dạy cho tụi con cái chỗ này sư rành nhất đó sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Tâm ạ. Dạ mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Kính chào đạo tràng. Hôm nay mình được cả lớp được nghe Nguyên Như trình bày về cái 16 cái tầng tuệ, 16 tầng tuệ của thiền minh sát. Câu hỏi được đặt ra đó là khi tu thiền quán là mình phải quán thân, quán tâm như thế nào? Suy nghĩ lại, suy nhớ câu hỏi là như vậy, phải không? Yeah. Thì thưa quý vị, khi mà mình hành thiền quán đó, là mình phải biết căn bản của pháp học và pháp hành. Thì nói về pháp học đó, nói về thân, tâm, thân thì quý vị mình được học qua. Thân thì nó có 28
28 sắc y y sinh đó, thì nói về 28 sắc đó, thì nó quá vi tế đi nha. Quá vi tế đối với những hành giả tu hành như mình đó, thì nó thì mình không có hiểu hết, nó quá thâm sâu đi. Nhưng ít nhất đó, mình cũng phải biết về cái pháp căn bản. Căn bản đó là cái sắc thân của mình là tứ đại. Tứ đại đó là đất, nước, lửa, gió ha. Và mình cũng phải nên biết về ngũ căn đó là sắc thân nữa. Xin lỗi, tai mắt mũi lưỡi thân á, đó năm cái căn đó, và ý pháp. Đó là những cái căn bản mà hành giả hành thiền minh sát phải biết. Bởi vì khi mà mình vô trong các thiền đường đó, thì đầu tiên á, là vị thiền sư giảng cho mình về cái cách hành thiền. Đó là pháp hành. Ví dụ như vô trong cái trường thiền đó, thì các ngài thiền sư đó dạy mình về cái niệm thân. Niệm thân thì căn bản của niệm thân đó là niệm tứ đại oai nghi, tức là đi, đứng, nằm và ngồi, rồi những cái sinh hoạt cái gì đó. Ví dụ như tay của mình đưa lên mở cửa mình hay biết, mình mở mở, đóng mình biết đóng, rồi mình làm một việc trong một lúc, rồi mình thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã trong từng cái niệm thân á. Ví dụ nghe kịp ha. Ví dụ như bây giờ các ngài dạy mình là, ví dụ khi đi là hành giả phải hay biết mình đang đi, tức là trái bước phải bước là mình phải hay biết. Thì khi mình biết á, mình biết cái mình hay biết cái chân mình nó đi á, nó chuyển động đó, mình ghi nhận cái sự chuyển động á, cái chuyển động nó dở bước đạp á, đó là cái vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Bởi vì mình đi hồi nên mình thấy nó nặng, do cái yếu tố đất á, nặng, mình đi lâu á, nó làm cho mình mệt, đó mà có cảm giác khổ. Rồi mình biết nó là vô ngã, đây không phải tôi, không phải của tôi, nó là do nhân duyên thôi. Cho nên cái chuyện đầu tiên mà mình đi vô trong trường thiền là các ngài dạy cho mình thiền đi nè, thiền đứng nè, thiền nằm và ngồi. Ý nghe kịp ha. Cho nên khi mình đi là mình hay biết. Cái đó là cái từ bình dân, hay biết, tức là thấy biết mình đang đi trái bước, phải bước, và ghi nhận cái sự chuyển động của nó là gió, rồi ghi nhận cái sự nặng nhẹ của nó. Còn nếu sâu hơn nữa đó là đất, nước, lửa, là thấy cái sự nóng lạnh của cái thân. Rồi hơn nữa là mình thấy cái thân của mình đó là một cái khối, đó là nước. Nước nó làm cho cái vật chất nó dính hút lại. Cho nên căn bản của mình là mình phải biết cái thân của mình nó là đất, nước, lửa, gió. Thì người nào mà thấy cái đó mới là chân đế đó. Rồi khi mà mình niệm cái thân của mình, chánh niệm tỉnh giác về thân của mình đó, thì từ đó mình thấy cái tâm của mình, thấy được cái tâm, tâm thiện, tâm bất thiện. Thì tâm tâm thiện á, là đại khái là những cái tâm chánh niệm tỉnh giác nè, cái tâm có đức tin nè, rồi cái tâm mà có tàm có quý nè, tức là biết sợ lỗi lầm ha, rồi tâm vô tham vô sân, tâm xả, đó là những cái tâm thiện đó.
cái tâm mình thấy thấy cái thân của mình nó khinh thân khinh tâm, xin lỗi, khinh thân à, đúng rồi, khinh thân khinh tâm, thích thân thích tâm. Rồi mình thấy khi mình hành thiền mình thấy mình có chánh ngữ chánh nghiệp, rồi mình có tâm từ tâm tùy hỷ tâm trí tuệ đó. Khi mà hành giả thấy biết những cái tâm đó là những cái tâm thiện thì cho dù nó là thiện đi nữa nó cũng sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó vô thường, nó vô thường, nó có khổ trống tại vì nó sanh nó diệt, nó vô ngã. Mình nhiều khi mình không có muốn nó, không có muốn nó sanh, nhưng mà nó là cái tâm khi mà đủ duyên thì nó sanh. Rồi khi mình hành thiền á thì mình thấy những cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm ganh tị, ghen ghét, tà kiến, ngã mạn, vô tàm, vô quý, nó sanh lên dữ lắm quý vị. Tâm hoài nghi, tâm lười biếng, tâm hôn trầm nó sanh lên. Thì khi mà những cái tâm bất thiện nó sanh, hành giả cũng ghi nhận hay biết. Ghi nhận hay biết, đơn giản vậy đó. Hay biết nó là vô thường, khổ, vô ngã, không có chấp thủ. Thì ở cái tuệ minh sát đầu tiên đó, đó là thấy biết thân và tâm. Thì tới đây là mình thấy biết thân và tâm của mình khi hành giả bắt đầu hành thiền ha. Đó là tuệ đầu tiên phải biết. Thì cái pháp hành của nó đó là mình chánh niệm tỉnh giác, mình hay biết từng từng cái cử chỉ của mình, từng cái hành động của mình, và mình biết nó là vô thường, khổ, vô ngã, không có chấp thủ. Cho nên từ đó đó, lâu ngày á, mình tu lâu quá, mình thấy cái thân này không phải của tôi rồi thì mình tu lâu quá, mình thấy cái tâm nó cũng không phải của tôi, nó do duyên đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt đó là tuần tự thứ hai. Cái tầng tuệ thứ ba đó là mình kinh nghiệm đó, mình thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó mình từ từ đó nghe bắt đầu đó, mình bắt đầu mình thấy nó cái gì sanh thì ắt phải có diệt, thấy diệt là do cái kinh nghiệm của mình, đó là trí tu đó. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi bữa nay đó chỉ là cái tuệ đầu tiên thôi, đó là mình tu làm sao để thấy danh sắc. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi này rất rất là quan trọng, rất là căn bản cho hành giả mới bắt đầu hành thiền. Nếu mà mình mới hành thiền mà mình không nắm được cái tuệ đầu tiên này đó thì khó mà đi vô sâu được lắm. Bởi vì á, người ta lạc vô trong cái thiền định nhiều lắm quý vị. Lạc vô trong cái thiền định. Tại vì hình niệm á, cái gì mà có niệm ở trong đó là nó còn nằm trong cái định. Nên nó phải đi chung với lại cái chữ chánh niệm mà mới đúng. Tại vì cái dù mình niệm, dù mình đi, mình nói trái bước thì cái đó là niệm, nó làm cho cái tâm mình trụ trong thân Phật ha. Mình niệm hoài thì nó có tầm, có tứ, nó có hỷ, có lạc, có định đó, nhưng mà nó nằm trong định thôi. Nhưng khi mình giả có cái chánh niệm, chánh niệm là chánh là biết đây là thật, đây là sự thật của cái chân mình nó đang bước, và nó bước đó, nó chuyển động, đó là gió. Mình thấy cái thân mình nó bước mà nó có cảm giác nặng nặng đó, đó là đất. Rồi khi mình bước đó, mình thấy cái thân mình nó nóng, nó lạnh, đó là lửa. Thấy thân mình là một khối đó là nước. Thì hành giả phải hành giả mà tu thiền quán là phải nắm vững ở chỗ này, chứ không là lọt vô thiền định đó. Quý vị nhớ Đức Phật tu thiền định 6 năm khổ hạnh đó, ngài đắc định đó, phi tưởng phi tưởng xứ là tầng cao nhất mà ngài còn bỏ đó. Ngày chuyển qua thiền quán. Cho nên cái căn bản đầu tiên là người hành giả phải biết
chiếu kiến ngũ ẩn, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị nghe kịp ha? Thì ra cái thiền quán thì nó nhiều lắm. Quán về thân này là bất tịnh, quán về sự già, sự bệnh, sự chết. Nhưng ở đây sư đề cập tới cái sự vô thường của tứ đại thôi, đất, nước, lửa, gió. Tứ oai nghi thôi, đi, đứng, nằm, ngồi và mọi sinh hoạt thôi ha. Vì thấy đi biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Và hơn tới nữa đó, khi mà cái người đó khi ngồi đó thì phải biết mình, ý nói khi mà người hành thiền đó nghe, phải biết hơi thở, từng hơi thở, hít biết hít, thở biết thở, hít vô dài biết dài, thở ra dài biết dài, hít vô ngắn biết ngắn, thở ra ngắn biết ngắn. Đó là ba cái hơi thở đầu tiên căn bản. Còn hơn thế nữa đó, như mình hít vô mình biết cái thân mình, thân hành niệm, mình thấy cái thân của mình nó an tịnh, thở ra mình biết nó an tịnh, tại lúc này là tâm mình nó an trú trên hơi thở rồi, thân nó không làm gì vậy hết á, thì mình thấy thân hít vô thấy thân an tịnh, thở ra thấy thân an tịnh ha. Đó là hơi thở thứ tư. Rồi cảm giác toàn thân tôi hít vào, cảm giác toàn thân tôi thở ra. Đó là hơi thở thứ sáu. Thì ở đây mình nói tới cái phần căn bản thôi. Thì khi hành giả hành thiền minh sát, đầu tiên là hành giả biết cái chánh niệm và thân. Thân này nhìn cho kỹ coi, nó chỉ là đất, nước, lửa, gió. Đó, cái đó mới là chân đế. Rồi tại vì tứ niệm xứ mà, niệm thân, cái nào nó nổi trội á, thì mình niệm cái đó. Rồi tâm ha, niệm thân, niệm tâm, tâm thì nó có thọ tưởng hành thức. Khi mình hành thiện như vậy, cảm thọ nó sanh khởi, thọ khổ tức là đau tê nhức mỏi là khổ, thọ hỷ, thọ xả. Mình chỉ hay biết thôi và không có chấp thủ. Cái trí tuệ của Phật thâm sâu lắm quý vị. Chúng sanh mình họ hỷ cái là mình chấp vô à, thọ xả mình chấp vô à. Trong khi đó Đức Phật nói thọ hỷ chỉ là hỷ thôi, vui biết vui thôi mà thật ra khó mà bỏ đó quý vị. Bởi vì chúng sanh mình mà khi mà đạt được những cái trạng thái hỷ đó, mình sướng lắm, mình chấp vô à. Vì tưởng tượng không, người mà có tầm có tứ là hỷ nó phát sanh mà. Nó thấy cái, mình thấy cái thân của mình nó vui, nó nhẹ như bông gòn vậy, nó bay 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 vậy, vui sướng lắm, khó mà xả lắm ha. Cho nên cái hành thiền minh sát nó rất là quan trọng. Cảm thọ hỷ, vui chỉ là vui thôi, thọ xả chỉ là thọ xả thôi, luôn luôn là trở về với chánh niệm tỉnh giác, niệm thân, niệm thọ, rồi niệm tâm. Tâm thì nó có tâm thiện, tâm bất thiện đó. Thì tâm mình bất thiện, tham, sân, si, ganh, tị, ghen, ghét, nó sanh khởi là mình hay biết nó, thấy biết nó, chánh niệm, tỉnh giác với nó, không có chấp. Thì từ đó đó mình học ra những cái bài học về cái tâm của mình. Ví dụ như bất thiện là khổ đau, là xấu xí, là tội lỗi, là nguy hiểm, sanh tử luân hồi. Thì từ đó đó tự nó sửa lấy, hay gì đó. Giống như nước biển ở ngoài đại dương, nó không có chấp nhận những cái rác rến, những cái xác chết mà rác rến mà ra ngoài biển, biển đánh tạc vô bờ lại à. Hoặc là lâu ngày nó làm thiêu hủy hết những cái chất đó à. Cả cái thiện minh sát nó có cái trí tuệ hay lắm. Thân, thọ, tâm, rồi pháp. Pháp này là cái cũng là cái ý của mình đó ha. Khi mình ngồi mình có những cái ý nghĩ thiện, bất thiện ha. Rồi những cái ý nghĩ thiện, 37 phẩm trợ đạo rồi đó, thì nó đi từ bất thiện thành thiện. Thì tới đây là quý vị nhớ căn bản á,
sắc thọ tưởng hành thức nó là vô thường khổ vô ngã. Vậy mình hiểu như vậy đi. Cái thứ, cái điều căn bản nữa đó, cái điều mà quan trọng, nó căn bản nhưng mà rất là quan trọng, là mình biết cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân của sự đau khổ đó là do tham ái, nghiệp, rồi chấp thủ. Thì bây giờ muốn giải thoát thì Đức Phật dạy là không có tham ái, không có chấp thủ, thì mình sẽ thoát khổ. Cho nên những người nào mà nắm được cái pháp này đó ha, là những cái bệnh tâm lý là nó sẽ được chữa trị rất là dễ. Còn cái thứ hai là phải về, mình phải nắm vững về cái ngũ căn ha, mắt, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân. Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, đây là vô ngã, nó là vô ngã luôn. Mình cũng vô ngã và các chúng sanh khác cũng vô ngã. Những gì mình thấy, nghe, mùi vị, cảm thọ, ý nghĩ, pháp cũng là vô ngã. Từ đó mình đừng có chấp thủ ha, đây không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Mình hiểu nếu như vậy, đây không phải là tôi, không phải của tôi, thì từ từ á mình bớt chấp thủ và mình á, từ từ á mình được có cái tuệ, nó sẽ chuyển thêm vào những cái tuệ mà ghê sợ thân này, ghê sợ tâm này, lúc đó mình muốn giải thoát thôi. Thì đại khái là cái phần sau, nhưng mà ở đây á, sư muốn nói căn bản của thiền minh sát, thiền quán là hành giả phải biết hai cái phần căn bản của pháp học và pháp hành, nó là vô thường khổ vô ngã. Dạ, mô Phật, câu chuyện còn dài thưa quý vị, nhưng mà tới đây hết giờ rồi. Tôi xin thỉnh sư Nguyên Thông hay là phúc chúc cho đạo tràng, quý vị đồng ý ha. Rồi hay là sư gửi mic lại cho MC ạ. Phavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuphave na sada sauthi. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quay chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Minh Thông đã chia sẻ Phật pháp và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Kính cảm ơn Sức Nguyên Như đã vi dụ pháp ngày hôm nay với đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya devata san vitihara vasini tuve kare bodhikare tahin tahin ta thamma dande ta phawan ta puchita so ting karo te ti ta vihara mandale ta raja matcha na waka avit kawo Saharamika danapati upasaka gama cha desa nigama cha insara sambana futa sukita fawantute chala puja ye bija anda samfawa samse dajata atawo papatika niya nikam thamma warang patik chate sabbe pi dukkha sakaron tu sankhayang
Tha chú chí răng sa tăng tham mô tham má tha ra ta búc ca la. Sang khô hô thu sa mắc gô á vát tha ya cha hít ta. Cha cha ấm hê rát khá tu sa tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri nô vít thịnh sam ba bu nê ya ma tham ma. Ri yam ba vê đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây và hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá bạn. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư và kính kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia nhóm học với chúng con ngày hôm nay. Và một lần nữa con kính chúc đạo tràng một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính mời quý cô chú Phật tử trở lại vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là thời giảng của sư Pháp Tính. Và chúng ta sẽ tiếp tục học với sư về 24 duyên ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ kính tri ân quý sư và kính cảm ơn quý cô đạo hữu. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng ạ.